Hình ảnh nhánh ô liu đã nằm trang trọng trên vương miện của các hoàng đế Ai Cập. Ô liu còn gắn liền với biểu tượng hòa bình, sự khôn ngoan và chiến thắng. Và theo nghiên cứu, nhờ dùng nhiều dầu ô liu trong khẩu phần ăn, nên vùng Địa Trung Hải có tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch và ung thư thấp nhất thế giới. Trong dầu ô liu có nhiều hàm lượng chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh việc mang lại lợi ích cho sức khỏe, dầu ô liu còn là trợ thủ đắc lực trong việc làm đẹp. Minh Nhật có nghe nói đến nhiều thông tin trong việc là dầu ô liu làm đẹp cho làn da chị em phụ nữ chúng ta, cho nên thỉnh thoảng cũng dùng để mà tẩy trang và thấy hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng mà Minh Nhật cũng không dám dùng thường xuyên lắm bởi vì không biết là nó có hợp với làn da của mình hay không. Vì thế mà ngày hôm nay Nhật quyết định tìm hiểu rõ hơn để có thể dùng dầu ô liu cho nhiều việc làm đẹp hơn nữa. Và giới thiệu với quý vị ngồi bên cạnh Minh Nhật ngay lúc này đó là bác sĩ Bích Na, chuyên khoa da thẩm mỹ. Nhật rất là thắc mắc là không biết trong dầu ô liu thì nó có những cái tinh chất gì tốt cho làn da của chúng ta. Và Nhật nghĩ là quý vị khán giả cũng đang có những thắc mắc như vậy. Không biết bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ? Dầu ô liu thì chứa những cái axit béo không bão hòa rất là tốt cho sức khỏe tổng quát. Chẳng hạn như là tốt cho hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra thì ô liu còn được xem là một cái thần dược đối với làn da, bởi vì nó có chứa khá là nhiều các cái thành phần khác. Chẳng hạn như thành phần vitamin E là một cái chất dưỡng da giúp cho da mịn màng, kích thích cái sự tăng sinh của collagen cũng như là elastin để mà làm cho làn da được tươi trẻ. Thành phần vitamin A có tác dụng bảo vệ da trước cái tác hại của ánh nắng mặt trời cũng như là kích thích và thúc đẩy cái sự tái tạo của làn da. Và ngoài ra vitamin K trong dầu ô liu lại là một cái thành phần chống đông máu, cho nên nó ngăn ngừa cái việc mà xuất hiện những cái vết bầm máu ở trên da, đồng thời là nó cũng có tính chất kháng khuẩn nên là ngăn ngừa bớt sự hình thành của nhân mụn. Và một số các cái chất mà có thành phần từ phenol có trong dầu ô liu, đồng thời là một cái chất oxy hóa rất là mạnh, thì nó lại có tác dụng bảo vệ làn da của chúng ta, chống lại cái tiến trình lão hóa, là một cái tiến trình mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng về nó. Khi mà chúng ta sử dụng dầu ô liu, nó lại có thêm một cái lợi ích nữa, đó là nó thấm vào da một cách rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, thấm rất là sâu và nó hoàn toàn dịu nhẹ, không có kích ứng đối với da, nên nó có thể sử dụng được cho rất là nhiều các cái tiếp da khác nhau. Và đồng thời cái tính chất mà các cái thành phần dưỡng ẩm có trong dầu ô liu, nó sẽ giúp cho da của chúng ta bớt khô khi sử dụng. Và đối với mái tóc thì cũng tương tự, những cái tóc mà bị khô này, thiếu sức sống, bị trẻ ngọn vân vân, khi mà chúng ta sử dụng dầu ô liu trong một thời gian dài để chăm sóc thì nó cũng sẽ lấy lại được cái độ bóng bẩy mượt mà. Như vậy thì có phải làn da nào cũng phù hợp với dầu ô liu không ạ? Có một số lưu ý, việc chúng ta sử dụng dầu ô liu chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Chẳng hạn như da nhờn này, da nhiều mụn. Bởi vì khi mà chúng ta lưu cái dầu ô liu lại trên da trong một thời gian quá dài, thì đồng thời nó là một cái chất có thể kích thích cho lượng chất nhờn nó bài tiết ra nhiều hơn, cho nên làn da chúng ta có cảm giác là nó bóng dầu hơn, cũng như là nhân mụn nó có điều kiện để mà nó hình thành lên nhiều. Chính vì vậy, đối với những cái làn da này thì chúng ta nên sử dụng một cái lượng rất là vừa phải dầu ô liu thôi. Và thứ hai, khi mà chúng ta sử dụng thì cái thời gian lưu trên da không nên lâu quá, thường chỉ trong khoảng 15-20 phút, sau đó chúng ta nên lau cái lớp dầu này đi và rửa lại bằng một cái loại sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da. Và đối với mái tóc cũng vậy, đối với những cái mái tóc mà nó quá bị bóng dầu thì chúng ta sử dụng lượng lớn dầu ô liu, nó sẽ làm cho tóc bị bết lại và gầu nó có cơ hội nó phát sinh nhiều hơn, cho nên chúng ta chỉ nên sử dụng một cái lượng rất là hạn chế, khoảng vài giọt dầu ô liu cho mỗi lần sử dụng mà thôi. Hoặc là trên những cái làn da và mái tóc bóng dầu thì chúng ta không nên sử dụng đơn cử một mình dầu ô liu, mà chúng ta có thể phối hợp thêm với những cái tinh chất khác, chẳng hạn như lòng trắng trứng, chẳng hạn nước cốt chanh v.v. là những cái chất mà có tính chất là giảm nhờn và se da, thì nó sẽ trung hòa bớt cái lượng dầu của dầu ô liu. Cảm ơn bác sĩ Bích Na về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Bích Na thì bây giờ Mỹ Nhật đã có thể yên tâm để đi làm đẹp với dầu ô liu rồi. Khi chọn dầu ô liu để làm đẹp nên lưu ý chọn loại tinh chất nhất, được xem là extra virgin để làm đẹp. Đây là loại được chiết xuất từ những quả ô liu tươi nhất thông qua công nghệ áp lạnh, không chứa chất bảo quản, chất tẩy như các loại dầu khác.
chất axit của dầu, axit không béo, không vượt quá 0,8% trên 100 gram. Cách bảo quản dầu ô liu: tránh để tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao, dầu sẽ bị trở mùi, nên chiết vào loại nhỏ để dùng dần. Phần còn lại bảo quản ở chỗ mát hoặc để trong